Trước trận đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang chuẩn bị cho chiến thuật phù hợp. Để đối đầu với đối thủ mạnh, hàng thủ của chúng ta cần tổ chức thoát pressing tốt hơn, giữ chặt sự kiểm soát trên sân. Các cô gái đã thể hiện lối đá có tổ chức rõ nét, với sự phòng ngự kiên cường và thể lực đảm bảo. Mặc dù thua về tầm vóc và chuyên môn, nhưng chúng ta không hoàn toàn lép vế trước đối thủ như Mỹ nhờ khả năng thoát pressing khá ổn. Chuyên gia Đoàn Minh Sương phân tích rằng, chúng ta có thể vây giáp đối thủ khá tốt, không để họ có nhiều không gian cầm bóng, áp sát và bọc lót hợp lý khi bị tấn công, sau đó giải tỏa áp lực bằng những pha chủ động phối hợp trong phạm vi ngắn hoặc chuyền dài lên phía trên. Điều quan trọng là các cô gái cần tỉnh táo và lì lợm hơn để đẩy áp lực về phía đối thủ mạnh hơn, tận dụng cơ hội phản công linh hoạt và tổ chức phản ứng ăn miếng trả miếng tốt hơn. Trận ra quân của đội tuyển nữ Hà Lan tại bảng E gặp Bồ Đào Nha đã kết thúc với chiến thắng xít sao 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Van Der. Hãy hy vọng rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sử dụng chiến thuật tối ưu và có kết quả tích cực trong trận gặp Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhận xét rằng trong trận đấu với Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện chiến thuật rất hay và biết cách thoát pressing. Các cầu thủ phía sau cô gái vàng Việt Nam đã đẩy đội hình lên, tạo sức ép ngược lại với Mỹ, thể hiện thái độ thi đấu ngoan cường và chủ động thoát pressing. Điểm tích cực khi đá với Mỹ là dù thua tầm vóc nhưng không thua bóng bổng, và bàn thua thứ hai là do sự bọc lót còn hạn chế. Đối đầu với Bồ Đào Nha, chúng ta cần tổ chức vây giáp, cầm bóng linh hoạt và duy trì cự ly đội hình và khoảng cách vị trí phù hợp để tạo áp lực và thoát pressing hiệu quả. Cách phòng thủ trung lộ của chúng ta với ba trung vệ là phù hợp khi đối đầu với đối thủ mạnh.